Yo, hello, what's up cho anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Chào anh em đi học tài chiến mình nhé, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nói chưa, video cho anh em xem video vậy, đầu video như thường like và một subscriber của channel phát triển nha, tình em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải là cái series pull code quà của xe mới nữa, mà chúng ta sẽ đến với cái series đó là nông dân xe mới anh em, series đô top xe mới bằng nông dân. Tôi đang hiện tại đang ở có mặt ở server 500 và không biết là có đáng chơi không, thực sự các bạn rất là tiếc luôn. Mọi thứ đi hoàn toàn lệch so với tất cả chúng ta. Ôi trời, giờ cái quà, ok, thư quà tặng còn không gửi luôn các bạn. Nghe bảo game nó đang bị lỗi sao anh em? Hiện tại tôi vào game là lúc 1:47 anh em, nghe bảo game vẫn đang nối nên là cái việc nhảy xe mới không qua code thì là chuyện bình thường. Hiện tại chưa biết thế nào đây anh em. Toàn bộ xe mới, tôi nhảy tôi thấy cái toang lắm luôn các bạn này. Code không cần nói rồi các bạn, code hiện tại có code gì đâu. Code hiện tại có 3 code thôi anh em. Các bạn biết là code gì rồi đúng không? Có đe tuần. Có đe tuần này xong rồi hai có đe vinh viễn của game đây anh em. Mà hiện tại thư quà tặng còn chưa gửi về, nối không có thư quà tặng này thì hơi toang rồi các bạn. Thật sự nhảy xe mới thế này thì ôi giời ơi luôn. Đó, kèo với anh em là bảo sẽ đua top server 500 thế nhưng mà thôi thì chúng ta cứ nhảy thử để xem thế nào đó anh em rồi tính tiếp. Chứ nếu như mà tài nguyên không có mà các thứ không thì chắc là cũng chịu chết các bạn, đua không nổi. Thì khác thì ạc treo nông dân thôi, ạc treo đâu các bạn, thì treo ạc không thì không làm gì được. Nhưng mà sao không nhảy, tôi sẽ nói qua một số vấn đề server mới các bạn cần lưu ý, anh em chơi thì cần chú ý là được. Đặc biệt về vấn đề kim cương, có một nơi kiếm kim cương ở server mới cực kỳ ngon luôn. Mà không biết các bạn đấy chưa. Ok, tôi bị lỗi sao anh em chưa mở gì hết luôn ấy. Đây anh em, hiện tại thì chúng ta nhảy mới được có 3 code này thôi anh em. Từ từ nào. Anh em nhắn tin từ từ đợi sau nhá. Trời ơi, nhảy bây giờ được 15 thùng bia các bạn. Trời ơi. Được 1k kim cương 15 thùng bia. Mà tuần này chúng ta lại còn không có sự kiện đặc biệt để mà kiếm thêm nữa anh em. Đập hệ thì xem mà mới tôi nói rồi, bây giờ có hai hệ này tôi thấy đáng đập này anh em này, chính xác với bền bỉ các bạn nhá. Anh em phải cân nhắc và lưu ý có thể đập một trong hệ đấy. Vì một trong hệ này có những tướng đáng để chơi và có thể chơi lâu dài ở giai đoạn đầu, có thể kiếm khá là ngon. Ôi dồi ôi, nhảy server mới anh em, đây là nhảy server mới, câu chuyện nhảy server mới anh em. À, không biết nói gì luôn ạ. Cứ gọi là ối rồi luôn, hiện tại nó bị nối thế nào mà nó chưa mở thứ cho tôi anh em. Để đợi xem xíu nữa, tôi thoát ra và lại xem nó mở chưa anh em. Mở thì chúng ta mới chơi được chứ, nếu mà không thư quà tặng không thì hết thì sao mà chơi anh em. Chuyển server nào. Còn thua cả bữa sự kiện Nufinica anh em. Từ mới mà nhảy toang quá, lâu lắm mình không thấy server đặc biệt nhà phát hành bê buồn ấy nhỉ. Phải đợi sự kiện server đặc biệt của năm của nhà phát hành được chơi anh em. À rồi đây các bạn, mở server bê mở được cái này thôi. Đây các bạn, ngày đầu chúng ta có tính năng vượt ải này. Ở đây vượt ải thì anh em sẽ kiếm thêm kim cương các bạn nhá. Nhưng mà như nhận hết rồi anh em. Còn mỗi cái 5/10 được 300 thôi. Có cái đấu trường này ngon này anh em này. Các bạn đấu trường này các bạn cố gắng cái đặt đầu, chứ bạn nhảy vào đây top rất là dễ này anh em. Khó làm top càng cao càng tốt anh em. À, top cao nhận thêm quà ngon các bạn, mà lại vượt thêm kim cương. Kiểu đãi thì bỏ đi. Nhưng mà đội hình này sao mà nhảy được xe mới ta. Ô, thư quật tặng không gửi về nữa thì chơi kiểu gì trời. Toàn thế nhờ. Đây anh em để thôi, nó bị nối rồi anh em đợi xíu. Ok các bạn. Qua Nufinica bữa ngon hơn anh em. Thế bữa tính ra bữa Nufinica là mình nên đua rồi các bạn. Này. Trời đất ơi. Nhìn thùng bia rồi, cốc bia vàng đó anh em. Vẫn còn ý nguyên ạ. Này hắn còn kit này, Sunri đồ này. Ok à, không hiểu sao giờ lối miết anh em, nhảy xe mới lối miết à. Nào lại quay trở lại server VP Festival nào các bạn. Thư quà tặng vẫn chưa về các bạn, trời ơi. Thề thư quà tặng chưa về thì biết đua kiểu gì đây. Căng đét luôn các bạn. Giờ đội hình còn không có luôn anh em, chứ đừng nói chơi các bạn. Hiện tại đội hình còn không có luôn mà. Đây, chắc là hợp được ai anh em. Sunri. Đây là Sunri à. Không lẽ giờ lại chơi, giờ lại bây giờ quay về cái thời kỳ chiêu mộ bằng từng thùng bia này anh em. Nó còn không rớt cho tôi được một con tướng S xịn các bạn. Hùi, Capedit. Thề khó khăn với nhau từng xíu một thế luôn các bạn. Ôi
Ôi, giờ nhìn thấy 5 5K kim cương ở bên sale mới sao mà nghe nó hào nhoáng bóng nhoáng các bạn. Ôi, chưa bao giờ thấy mọi thứ nó xa vời xa xỉ như vậy các bạn, thật sự rất là xa xỉ luôn anh em. Ôi, về chính trò chơi đi các bạn. Ok bạn, quay trở lại chính nào. Su quay siêu cấp hả? Ok các bạn. Ok, sở thông anh em. Vấn đề sinh khí các bạn nhé, hiện tại tôi đang thiếu Usopp anh em. Chúng ta đang có 540 thùng rồi. 60 thùng bia nè. Kiếm thừa bạn, nói chung mùa này thừa kiếm thừa. Sanji. Để xem mùa này có săn được thêm một hai Usopp anh em. Xem mùa này liệu có nhân phẩm săn ra được thêm một hai Usopp không? Thêm Uta đồ cũng được anh em. Tướng mới tôi nghĩ hơi khó bạn nha. Tướng mới hơi khó ăn anh em. Sanji S. Zero S. Carilla. Đùa thề toang nhờ. Rất cho tướng trông nó xịn xò tí nào. Izo. Visage. Siro anh em, vẫn là Siro. Đi sát tiếp à? Chụp Kiraru bạn căng đấy nhờ. Ê, tuần này quẩy xe mới nghe căng thật sự bạn, căng đét đẹp luôn á. À lộn, xe mới thì anh em đập thùng. Thôi bỏ qua câu chuyện xe mới đi một bên đi anh em. Thôi, đã đợi chắc đợi server nào đặc biệt chơi được chứ anh em, nhìn server này toang quá. Cứ để tối anh em tối test lại cho phát nữa thêm thế nào chứ. Xe mới ngon nhất là dạng đầu, nhất là mấy anh em nông dân ngon nhất dạng đầu, mà dạng đầu như này thôi anh em. Thật sự luôn, xe mới các bạn chỉ tranh thủ được dạng đầu thôi, anh em nhào lên các bạn đánh điểm nào lên top 1 rất là nhanh luôn. Có được đội hình đứng phát nhảy vào đấu trường đánh phát lên top 1 cái là ăn hết quà luôn các bạn. Ui. Cầu được thấy trông mau anh em, một cháu shop. Đó, cần gì nhiều anh em. Đập thùng hơn nhiều anh em, đó 400 500 600 thùng bia tôi chỉ cần ra được khoảng 3 6 shop là thôi được rồi anh em, cần gì nhiều, không cần ra tướng khác luôn, cũng không cần ép thì luôn các bạn, đúng 3 shop này. Có lòng chết rồi con tướng mới này thì ôi trời ơi luôn đỉnh cao. Nhưng mà khó lắm. VV Festival, trời ơi xin bê qua lô anh em, liệu rơi tướng không? Cho xin cháu cũng được anh em, thật sự hơi đói các bạn. Có hay không thì rớt ra thêm một cháu VV Festival nào. Nổi ông trời. Lamy Visage. Hơi khó đấy bạn nha. Ok bạn hơi khó luôn anh em. Tiếp nào. X10 Zero Capson Gang BG ạ. Sanji. Khó thật sự bạn, rất là khó luôn anh em. Lamy cà rốt ạ. Ok là mũ xốp à. Ôi mấy trăm thùng bia thôi anh em. Quá toang quá, quá toang anh em, mấy trăm thùng bia này toang quá. Sanji, Kilemon. Tầm này ai còn chơi hỏa hổ Kilemon nữa, một Kilemon. Không rất muốn tướng là ra hồn anh em, đúng mỗi một mình Usopp bao lâu mà là thế, còn không có sự kiện truy lá nữa hơi toang. Được 34 48 160 có bia vàng các bạn, trời ơi đã thế này thì pull luôn thôi chứ đèn gì nữa anh em. Chân là tầng 2. Ồ, tầng 2 mùa này có dương huyền thoại này, ngon này.
Một tỷ lệ rớt dương nó hơi thấp anh em. 34. Ok cũng được đấy các bạn, 34 này cũng được chứ. Thêm được 20 thùng bia đây anh em. Ok, cũng ngon các bạn. Chỉ lấy nó đám cốc bia vàng nữa là đủ rồi anh em, full sự kiện. Hôm nay sự đẹp sự kiện sớm luôn các bạn, để cho nhanh. Đấy tuần trên đấu trường các bạn nhé, đấu trường ăn dư thùng anh em lại tích thùng cho tuần sau cũng được. Đó, tuần này chạy quẩy thôi anh em, 600 thùng bia lấy vé về gặp băng nữa về được rồi các bạn. Rồi, thôi mai sẽ có video test tướng VV vậy anh em. Đó, hôm nay quá nhiều clip rồi. À, ok 38 39 40. Rồi đẹp luôn các bạn. Giờ ta sẽ xử đám lý đám cốc bia vàng anh em nhé, xong quay bạn coi. Ok bạn xong nha. Lợm quà thôi. À, mùa này quẩy như này nó cũng hơi căng tay rồi anh em. Ồ, chúng ta dư được 30 thùng rồi. Chơi gì đã dư được 30 thùng bia rồi anh em này. Hết sự kiện dư được 30 thùng anh em, cũng được. Cũng pull được siêu vòng quay, nói chung là cũng ổn rồi. Thế thôi. Mùa này chơi cũng đến thế này là cũng hết tầm rồi các bạn. Mỗi tội vẫn toang anh em, tôi đập 600 thùng bia mùa nào cũng như mùa nào các bạn. Chỗ kèo đập hộ anh em là thấy còn còn hên hơn tí rồi anh em, chứ đâu kèo mấy kèo tôi đập thì chưa thấy kèo nào đỏ hơn kèo nào được các bạn. Rồi, về vấn đề video test tướng VV thì sẽ có clip sau. Còn clip này thì chắc là đã chuẩn bị kết thúc đây thôi anh em. Ô, lên tầng 3 luôn à. Thôi tầng 3 có gì tôi không kệ anh em, tầng 3 không quan tâm nữa. Ok, hoàn tất sự kiện rồi. 7, 18, 19, 50. Còn đâu câu chuyện sale mới thì chắc là chúng ta sẽ phải bàn lại một lần nữa anh em, tính lại các bạn ạ. Còn không đợi một lần nào đó là phát hành nên cái được cái sự kiện đặc biệt thì chơi thôi, chứ nhìn cái toang quá. Nhưng mà ngoài ra ạc này thì tôi vẫn đang bán anh em nhé. Nếu bạn nào hứng thú thì cái bè Facebook không phải ngại gần đâu. Rồi, lượm được quà quốc hay được rồi. Clip tôi kết thúc ở đâu. Hẹn anh em ở clip theo. Cảm ơn bạn đã theo video kênh Từ Từ Đường Phố nhiều. Giờ thì...